Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Cũng video hôm nay, Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng chiêm ngắm một vài tác phẩm bonsai. Đây là vườn cây bonsai ở thành phố Quy Nhơn quý vị. Thì cũng chia sẻ vài tác phẩm hàng bưng bê, trong đó thì cũng có một vài size lớn, đặc biệt là hải châu. Anh chị em cùng xem và tham khảo đi giao lưu nhà vườn. Thanh Phong xin chào mấy anh chị em. Hôm nay nhà vườn Thanh Phong làm cho mấy anh chị em một số tác phẩm bonsai nghệ thuật mini nha mấy anh chị. Tác phẩm đầu tiên là tác phẩm Mai Chiêu Thủy. Mai Chiêu Thủy. Hàng bưng bê. Hàng bưng bê. Cây già rất già nha mấy chị. Già cây. Già cốt. Thân chậu năm chậu lâu năm rồi. À, một chiếc chậu tàu cũng rất đẹp. Này chỉ tầm một người bê nặng xí thôi nha mấy chị. Cũng cả khéo cốt lắc. Và cây già cốt. Hàng bàn trà bỏ bàn. Những cái không gian nhỏ hẹp quý vị. Anh chị em cùng tham khảo để giao lưu. Một tác phẩm Mai Chiêu Thủy. Yeah. Đây, anh chị em mình xem cái dàn nuôi nè. Cốt cành to. Cây cho hoa liên tục nha mấy anh chị. Có cái cành rớt này nó cũng khéo. Dàn chân. Quá đẹp dàn chân không? Thân nu vào một chiếc chậu tàu rất đẹp. Cây này anh chị em mình sở hữu về là chơi thôi. Đó, dòng thân nu. Rồi mình đo kích thước đi. Mình hào cái hoành đế. Đế này nó cũng kín cả chậu. 83. 83, mình đo tổng luôn cái hoành. Đo ngay cái cốt thân 23. 23. Rớt tán. Tán 42. 42. Tổng chiều cao. Cao 56 nha mấy chị. Cao 56. Chậu này chắc cũng chậu 30 quá. Đấy, một tác phẩm Mai Chiêu Thủy. Dòng này hoa nó to hoa. Có tầm giá bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 1 triệu 6 nha mấy anh chị. 1 triệu 6 giá tại vườn. Một tác phẩm Mai Chiêu Thủy. Rất già. Tiếp theo là một hàng mini. Mảng cầu nha mấy anh chị. Cái mảng cầu mini. Ở ngoài Bắc thì thường gọi là quả na mấy anh chị. Đấy anh chị em xem hàng mini. Cây già. Già cây. Và cây này đã cho trái rồi quý vị. Anh chị em yên tâm về trái. Mini bỏ bàn. Đây, dàn chân rễ. Cốt. Cốt cành. Hàng cây ăn trái mà nhỏ nhỏ xinh xinh là trang trí cũng hay quý vị. Hoành thân đoạn thước 18. 27. Cao tầm 27. Chậu 30 tròn nha mấy chị. Chậu 30. Đấy, một tác phẩm mini cây ăn trái, cây mãng cầu đã cho trái. Vì giá bao nhiêu? Giá giao lưu tại vườn là 1 triệu 1 nha mấy chị. 1 triệu 1 giá tại vườn. Đấy, anh chị em mình cùng nhấc máy lên để sở hữu một tác phẩm mini cây ăn trái. Tiếp theo là một tác phẩm siêu mini hải châu lên từ cây con nha mấy anh chị, chứ không phải cắt ghép gì hết. Một mini hải châu, một cây con. Cây này cũng khá là già quý vị. Này chơi theo lối thiên nhiên, hai tàn lùa, đặc biệt là đang phun trái. Sắp tới thì anh chị em mình bỏ bàn là cái trái nó chín ra nữa. Nhiều màu sắc, rất đẹp.
Ôi, trái thì thôi chứ quá nhiều và to trái. Đây anh chị em xem, cũng vẫn tiếp tục có hoa nè. Mấy anh chị coi dưới cái gốc mà nó cũng có trái luôn này, mấy anh chị thấy không? Đấy, đã trái dưới gốc luôn này. Một cây con đi lên nè, làm hai thân lùa. Đây giật trái kìa. Mời quý vị. Hải châu mà này bỏ bàn là thôi chứ quá là tuyệt vời. Đấy làm hai thân lùa. Tàn cũng dày hết rồi nha mấy anh chị. Đó. Nhỏ thôi chứ nhưng mà rất là đẹp cây. Nó già cốt làm hai thân lùa quý vị. Thiên nhiên. Đấy dàn trái kín cả cây. Bỏ bàn trà hay là những cái không gian nhỏ hẹp quý vị. Hoành đế 32 hoành đế. Cao 37. Cao 37. Tán 38. Tán 38. Ra cái chậu. Chậu 24 nha mấy chị. Chậu 24. Đấy anh chị em xem. Trái ghê không? Nhỏ mà khiếp trái. Vì độ già của cây. Có chân đế. Bỏ bàn ngắm trái thì thôi chứ quá tuyệt vời. Bao nhiêu tiền? Cái này giá giao lưu tại vườn là 1 triệu tư nha mấy chị. 1 triệu tư giá tại vườn. Tiếp theo là một tác phẩm cây phong thủy cần thanh nhân mấy chị. Cây này già. Yeah. Yeah, để lên cốm hết rồi xem. Mini cần thăng. Cây này già quý vị. Hàng mini bỏ bàn. Già cốt già cây. Cốt nó cũng khéo. Đây anh chị em mình xem nè, nó lên cốm rồi nè. Nhỏ thôi nhưng mà nuôi lâu nó già. Đấy cũng một số chi tán là bên trên nè. Khéo cốt, khéo cây nè. Cũng có thể nói là anh chị em mình trang trí những cái không gian thích hợp. Cần thăng. Tổng luôn cái hoành 42. Cao 30. Cao tầm 30. Tán 35. Tán khoảng 35. Đo chiếc chậu luôn. Chậu 22. Chậu này 22. Một cần thăng mini rất già. Có cái củ ở dưới phần đế nè quý vị. Già. Lên cốm rồi. Vậy giá bao nhiêu? Giá 1 triệu mốt. Giá giao lưu tại vườn nha mấy chị. 1 triệu mốt quý vị. Cần thăng mini. Giá tại vườn 1 triệu mốt. Tiếp theo là một tác phẩm ổi nha mấy chị. Một cái ổi quý vị. Ổi xé lì á. Một cái ổi bonsai. Cây này cũng cho trái rồi. Trái trái đỏ. Nó đã cho trái rồi quý vị. Cây này cũng nuôi lâu. Dàn cốt cành. Nó hay cái cốt lắc. Size nó cũng nhỏ gọn quý vị. Nhưng mà cốt chậu nó hơi bị chìm. Nếu mà có dịp thì anh chị em mình thay một chiếc chậu nó nhỏ hơn. Đôn nó lên. Nó thích hợp với cái cây. Nó cũng rất đẹp. Đấy anh chị em xem cốt lắc. Cây ăn trái mà nuôi cũng lâu. Cốt nó vặn lắc đây. Cũng đẹp cốt. Đấy dàn cán dàn cành bên trên. Cây này thì cũng là bấm chận cách giật thôi quý vị. Dòng cây ăn trái thì mình hạn chế cái dây nhôm để cho nó ra trái. Đấy nó lắc này không. Đẹp cốt đẹp cây. Cái chậu nó hơi to thôi. Vì nó cốt chậu nó nằm lâu nó chìm. Hoành đế 40. 40. Hoành hoành đế 51. Cao 51. Tán 37. Tán tầm 37. Chậu 40. Chậu 40. Đấy một chiếc chậu thì nó hơi to so với cây quý vị. Vì cốt chậu nó chìm nè. Trước đấy thì nhà vườn người ta nuôi á. Đấy anh chị em mình có dịp mà sở hữu cái mình thay chiếc chậu nó phù hợp. Nhỏ hơn. Cũng rất là đẹp cây đẹp cốt. Về giá bao nhiêu? Giá
giá giao lưu tại vườn là 1.400.000 nha mấy chị. 1.400.000 giá tại vườn quý vị. Một cây ổi bonsai. Tiếp theo là một hai châu lá nhỏ nha mấy chị. Một tác phẩm hai châu. Cây này tầm cũng hai người bê nặng quý vị. Đấy anh chị em cùng xem tổng thể tổng bóng. Cây đang phun trái bên trên. Cây này nuôi lâu, dàn cốt cành, chi tán, nó cũng mình hết rồi quý vị. Đi vào chế độ chơi. Đây, dàn tán, dàn râm, dàn cán. Đây là một cốt ba thân. Anh chị em thấy mặt đế không? Nó lực kìa. Các cái mầm con mà nó trồi lên nè. Đấy, còn trên trên là dàn trái nè. Trái phủ kín các cái tán, dàn râm, dàn xương. Đấy, những cái phần nuôi anh chị em để ý không? Rất là to hết rồi. Sắp tới thì cũng có thể là anh chị em mình xả một số nhôm kẽm này ra. Đấy, nó thuộc hệ cũng cốt chậu lâu năm. Đấy, mặt đế nè, các cái mầm con nó trồi lên. Đặc biệt là những cái cốt nó lắc, nó cũng duyên dáng. Cốt nó lắc. Ồ, dàn trái thì mê rồi quý vị. Nhưng mà chơi xong hết mùa trái rồi ạ. Những cái mầm tược mà nó thừa, anh chị em mình cũng có thể là mình bấm gọn lại. Một cây rất là nội lực. Về phía bên này, để anh chị em cùng xem nè. Nó khéo cái phần dưới chân này này, nó liền lại. Rất là đẹp mắt. Đấy, những cái mặt cắt mà ngày xưa đấy, nó cũng kéo lại hết rồi. Vì mình nuôi những cái phần nuôi nó to, nó líp lại hết. Đấy, phôm tán chi râm dày. Đó, nó ra mảng miếng hết rồi quý vị. Tác phẩm hai châu này cũng khá là đẹp mắt. Đấy, anh chị em cùng xem lại tổng thể. Rồi, về kích thước. Kích thước chiều cao của cây này là 70 nha mấy chị. Cao là 70. Tán 78. Tán là 78. Cái hết hoành đế đây luôn, 43. Cái hoành cổ đó là 43. Còn mình ra cái thân chỗ đây là 13 nha mấy chị. Thân là 13. Chậu là ngang 51, dài 37. 37 nhân 51. Đấy, một chiếc chậu cũng khá đẹp. Một tác phẩm hai châu. Cũng đẹp mắt. À, mình có chia sẻ giá không? Giá không báo trực tiếp nha mấy chị. Tại vì có mấy anh chị còn gì mình đi bán lại nữa nên mình không có báo giá trực tiếp trên này. Rồi, anh chị em mình có nhà ý thì nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp nhà vườn. Vì cũng có một số anh chị em người ta về ta thương mại lại đó, nên anh chị em mình thông cảm. Cứ nhấc máy lên, giá cũng hợp lý. Tiếp theo là một tác phẩm hải châu. Size lớn tầm 2 người bê nặng nha mấy chị. Một tác phẩm hải châu. Hàng size lớn quý vị. Nếu mà nói về bê thì cũng là tầm 4 người bê. 4 người bê nó nhẹ nhẹ một chút. Chứ 2 người bê thì rất nặng. Đấy, về phôm tán. Một cốt ba thân. Làm chi tán cũng rất là rõ rồi quý vị. Tức là nuôi lâu, cốt cành dày. Đang hoa trái bên trên. Đấy, làm tán, làm cành. Có dàn bệ dàn chân. Cây này cốt chậu cũng lâu năm. Đấy, các cái mầm này rất là lực cây. Già cây già cốt quý vị. Đang hoa. Anh chị em mình mà kịp lúc về mình chơi hoa, chơi trái. Đấy, một số trái bên trên. Hoa trái rất là nhiều. Đấy, anh chị em xem hoa thấy không? Kín rồi. Cây này đã phân tán, phân ra chi cành, nó rõ ràng. Đẹp bộ cốt. Đấy, dàn chân quá lực. Thậm chí mà ra đến một cái phần đầu này nó vẫn có những cái mầm con. Rất là lực cây vô quý vị. Đấy, mặt sau. Đấy, những cái mầm con rất là lực không?
Ủa, mặt sâu này nó liền cốt lắc, nó lắc cốt này quý vị. Đây anh chị em xem cái đoạn lắc cốt đi lên này, khá là đẹp mắt. Một cái tỷ lệ kích thước phải nói là rất đẹp, dòng lá đẹp. À, sau bên này có một cái cây mini nè, mình chia sẻ cây mini đi. Đây là cây giấy Mỹ. Ai mà sở hữu được cây Hải Châu này thì nhà vườn em tặng cho mấy anh chị cây bông giấy này luôn nha. Giấy Mỹ siêu già ha. Cây già. Đó. Bỏ bàn làm việc thì quá ok ha. Đấy, rồi sau đây Thanh Phú mời anh chị em mình cùng xem qua kích thước hoành cổ 54 hoành cổ thân 25 một thân 25 1m8 tán là 1m cao 90 chậu 70 chậu là 70 chiều dài. Đấy, một tác phẩm Hải Châu khá là đẹp mắt, đã xong cây anh chị em mình sở hữu về để chăm về chơi. Mùa trái này thì rất đẹp, dòng trái Hải Châu thì chơi lâu tàn. Đấy, một tác phẩm Hải Châu. À, tác phẩm này có báo giá không? Không báo trên đây nha mấy chị. Và không báo giá vì một số anh chị em cũng có thương mại nên anh chị em mình xem video thông cảm. Anh chị em mình cứ nhấc máy lên liên hệ nhà vườn. Video đến đây cũng đã dài, cảm ơn mấy anh chị nãy giờ đã xem nhiều tác phẩm của nhà vườn em. Cảm ơn mấy anh chị đã ủng hộ nhà vườn. Hẹn mấy anh chị vào clip sau. Xin chào. Rồi, và chương trình giao lưu bonsai thời lượng cũng khá dài rồi quý vị. Thanh Phú xin phép để dừng cũng video. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhà ý với tác phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình để giao lưu bonsai. Rồi, quý vị cùng anh chị em đừng quên để lại Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ quý vị. Hẹn lại quý vị cùng anh chị em những cuốn video như những tập tiếp theo từ các nhà vườn để giao lưu bonsai. Rồi, Thanh Phú xin chào.